tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ trời giảm mây, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ vài nơi mưa rào, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Một cảnh báo đáng chú ý khác là khoảng cuối tháng 11, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, tại miền Bắc từ khoảng chiều tối và đêm 29 đến 30 tháng 11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và mưa đá, gió giật mạnh.